Tôi đang chạy rồi, giáo sư quay lại. Buồn. Đây, đây tí đi đổ rác rồi. Cái đồ gì đây? Làm hợp đâu? Vậy tôi dồn gần chết rồi, tự nhiên hoán đổi không là ăn thôi đấy. Anh lên thì đang lấy push của đội kia. Đừng lo quá. Phải rồi, nó có lợi giá không đấy? Hết rồi đúng không? Bara gần. Từ giáo sư từ từ để tôi ulti. Tôi giết được. Nghĩa. Cả hai thằng cùng đánh vào đây là ăn đấy. Mạnh mà. Mình tôi đang chuẩn bị bây giờ nó nhìn thấy. 46 number ke baad fight ho rahi hai chhe karo 46. Chuẩn bị bây giờ thì nó nhìn thấy rồi. Ô kìa hề mà. Vật cá sát tê trông vãi. Giờ vật cá sát tê ulti của lọt tường không nhỉ? Ấy, thế cái đó 41 number này teaming kia. Ye koi banda hai, ye 41 ye tower ke beech beech ek banda baitha hai. Dekh kon một trận nữa à? Hai trận nữa rồi. Ye ra kaise 10 number hai kya giáo sư chỉ nhìn thấy nó đã pháo không 25 number ki fight ho rahi hai Shekhar bhai 25 number ki fight ho rahi hai उसके घर में बंदा है पूरा सामने हाँ 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 बहुत डैमेज एक गोली का रह गया बंदा वो डबल वेक्टर थी उसके बाद थर्टी वन की भी फाइट हो रही है 31 एक ही घर में फाइट हो रही है बहुत डैमेज दिए कहाँ है लूप आना किसी भाई आप क्या शो नो giờ nó a với em mình trước giáo sư phải tìm được nó để tôi ulti để vào đấm trước đây chơi luôn để cứ để tôi vào trước giáo sư đừng vào trước để tôi vào trước tôi có e tôi công hết đam của nó một lượt súng nó full rồi xong giáo sư vào sau là đẹp xong lúc đấy giáo sư hoán đổi để giáo sư ra vào đấm nó ये देखो शेखर भाई 47 नंबर तो कौन कौन ला चम भी है हुई माओ में ये देखो टीमिंग किया है ये लोग ये दूसरा बंदा कौन है एक तो सुबह रूप है एक और thế là xong game mới có gì lắp không tao lên là đủ ये रहा शेखर भाई 41 नंबर 41 और 47 ने टीम अप किया ओ नहीं चेक थत तो ये थे टीम कोड नहीं आ रहा है ये पीछे पीछे एक दूसरे दीदी ने किए होगे देखो भाई आप उसाइन दीदी दादा मर गए ये सर उड़ीसा हां भाई छत्तर भाई प्लीज से पता
पता नहीं इनको टीमिंग करके क्या मिलता है, प्राइज मिलना तो है नहीं, फिर क्यों टीमिंग करते हैं। कल्याण जी बोलो, कल्याण जी बोलो, क्या क्या क्वेश्चन है वो? Chắc này xem bọn nó á. Đâu? Sư thì tôi ulti này, ulti này đâu bọn nó này. Ôi trời ơi. Lạnh, sửa. Sửa đâu ơi. Phải là trong tầm nó 1 giây của nó thôi. Đây, anh đến đây. Anh đến đây. 23, 23. Lắm rồi, tốt. Ai ai lấy quả pháo tấn công này, cái thằng bay vào bọn nó nhỉ? Hợp lý không nhỉ? Ở đây đã có quả pháo tấn công này, tấn quả pháo tấn công bay thẳng vào bọn nó. Đi chơi cuộc chiến này mà, ở đây bolo cái nát tập gì? À bolo, lady. Giáo sư, cứ để tôi vào trước. Sao giáo sư hoán đổi phát? Rayman bay heavy driver. Đứng đây, đứng đây, để cứ đứng đây, câu đây. Để hoán đổi đi. Ôi, Snail đấy, bot damage đi anh Snail. Ôi, cái thằng người chơi cái này. Thật cũng hay rồi.